Shopgame2003.com, shop bán nick liên quân cực kỳ uy tín và giá cực rẻ. Rồi next zone, mình nghĩ là cái thiết kế này của mình hay. Thiết kế này của mình gọi là hay vậy. Đoái ra cái này. Giết 90% rồi. Mình đang nghĩ là chúng ta có nên lần này thì chắc là mình sẽ sử dụng một hệ thống mới đi, bỏ cái quả bom đi. Mình chưa sử dụng súng phun nước bao giờ cả. Đâu nhỉ, water đâu rồi? Y là để ok, mình chắc là để bỏ bớt mấy này đi. Chúng ta sẽ giữ lại. Chắc chỉ cần 3 cái thôi. Mình sẽ cho 3 cái súng vào nhé. Mình muốn thử xem súng phun nước nó sẽ như nào. Cái này thì gạt xuống dưới là không được rồi. Cái này cao quá, cũng không bắn được nốt. Ok, thử 2 cái thôi. Ồ, xịt nước của bọn này nó không chết. Xịt nước ngoài này nó không chết anh em ạ, nó giống như kiểu chỉ là tung hỏa mù thôi. Ồ, rồi, rồi sao, rồi giết rồi. Ôi rồi, ui rồi, anh em không, thấy xe của mình không? Bá đạo vậy, nó không bị dụng cái gì ra luôn đấy. Quá khủng. Mình từ nãy giờ có vẻ là giết người hơi bị nhiều quá rồi. Con game này, nó là game lắp ráp nhưng đến khi mà mình nhìn kỹ lại một lần thì có vẻ như nó là game sát sinh hơi nhiều, giết người, giết quân đội các thứ, phá nhà, phá cửa, nó không hay, mình thích. Gì đây? Phá lại, phá hủy cái này à? Đàn, à, kiểu đàn tờ rưng ấy. Mình sẽ phải làm gì đây? Mình đang nghĩ các bạn. Mình lần này có, chắc là sẽ bỏ cái này đi. Đấy, mình sẽ giữ lại những cái đấy thôi. Mình sẽ đổi cái góc độ. Bỏ cả hai cái này nữa. Không biết là có được hay không, tại vì lần này mình sẽ thử làm cho một cái bánh bé thôi. Đây. Thử cái, đấy cái bánh bé khi mà chúng ta dựng xuống này đúng không? Nó sẽ có một cái góc, tức là nó sẽ có một cái góc cao, đấy, nó sẽ có một cái góc như thế này. Và nó sẽ làm cái xe của mình dễ dàng hơn. À đúng không? Mình sẽ cho thấp xuống nữa đi. Mình bỏ cả hai cái này luôn. Bỏ cả cái dưới đi. Đấy, mình sẽ bỏ cái này luôn. Bỏ đây luôn. Gắn trực tiếp bánh vào đây luôn. Đấy, cho nó thấp hẳn. Được chưa? Ok, như thế này thì mình có thể bắn thẳng đấy được đúng không? À, để giữ cho cái tên lửa của mình được ổn định hơn thì chắc là mình sẽ phải làm thêm hai cái hai bên như này. Kiểu đỡ cái tên lửa. Mặc dù nó rất là nhảm nhí nhưng mà nó lại cần thiết mà. Ok, đấy, hai tên lửa gắn vào đây. À, cái trên này thì không ấy được nữa rồi. Cái trên này như là full rồi, full rồi là không gắn được nữa. Vậy thôi vậy, chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Đâu nhỉ? Tên lửa mình đâu rồi? Cái này là cần phải có góc thì mới lên được. Đây. Mẹ cùi vậy. Đấy. Chắc là mình đứng hơi xa. Đứng hơi xa quá, à, đi gần vào tí. Ui giời. Chuẩn luôn. Bắn cú rồi. Không sao các bạn. Mình chỉ bị cháy một chút thôi. Mất có 9 giây rồi các bạn. Đây, phá hủy 50% cái này. Này có dễ quá không vậy bạn? Thế luôn cái bàn này. Mình còn chưa kìa. Em đâu? Khi mà chỉnh được một cái góc ngon rồi thì việc phá hủy của nó rất là easy. Đấy. Rồi sao đây? Hình như là mình đã phá hủy rất là nhiều bàn rồi đấy. Là sao? À. Chuyển một cục gỗ lên trên này. Piston. À đây là piston này. Chắc mình sẽ cần cái đấy. Nhưng mà. À đây rồi. Cái xiên gỗ này rồi. Bây giờ là. Mình sẽ phải dùng đến cái piston. Mình sẽ cho cái này lòi ra này. Đây cái này sẽ lòi dài ra. Đó. Hát, ấn hát để nó ấy xuống à. Đó. Mình sẽ phải thử đã. Ồ, hay quá ta. Hay đấy, mình thích cái này đấy. Thêm cái nữa không? Sợ thêm cái nữa thì nó lại ấy quá. Thôi thêm cái nữa đi. Đây xong rồi đút cái này vào đít nó. Đấy. Đây cho này ở đây.
Trời ơi, chuẩn bài chưa? Ok. Nào bây giờ là công cuộc của mình. À đi xem này. Đấy, để chuyển góc cho anh em nhìn cho dễ. Chưa chưa chích trúng được nó anh ạ. Con game này trí tuệ phết, còn hơn game xây cầu nữa. Ui rồi ôi. Nhưng mà để nếu mà so sánh giữa game này và game xây cầu thì chắc chắn là game này sẽ hay hơn rồi, tại vì chúng ta còn phải lắp ghép xe cộ nữa và mấy cái xe trông nó ngầu vãi cả chưởng. Thôi ngu rồi. Đúng rồi, nhưng mà nếu như thế này thì mình đã không lên được. Rồi lần này mà ngắn thì cắt chim tôi đi. Ta sẽ lấy cái bên này. Bên trên nhỉ? Ui rồi ôi. Chuẩn con mẹ nó bài. Đã đi vào này không? Bây giờ công việc nó easy quá anh em ạ. Đó. Có cái này rất hay đấy, mình cảm thấy cái piston nó hay vãi cả trưởng. Trời ơi, bắt đầu luôn. Không biết là chúng ta đã sắp phá đảo cái màn này chưa nhỉ? Cảm giác hơi khoai đấy. Gì đây? Kill 80% on of ship. Giết 80% kill. Giết kill thì mình phải có cách của giết kill thôi. Em đợi tí, mình sẽ xóa hết mấy cái mặt lèn đi rồi mình sẽ làm một cái cỗ máy giết kill cho anh em xem. Rồi ok. Và đây chính là chiếc xe của mình, và với cái mục tiêu là giết được 80% số kill trong bàn này thì mình đã nghĩ ra một chiếc xe và mình sẽ đặt tên cho nó là xe trông gai anh em ạ. Là xe trông gai. Từ từ đã. Chắc là mình sẽ phải bỏ hai cái ở bên dưới đi nhỉ. Cảm giác như khi mà chúng ta kiểu cua thì nó sẽ bị chạm vào hai cái này. Đúng rồi. Chắc mình sẽ bỏ phải bỏ đi thật. Bỏ cả cái này đi nữa. Đấy, mình chỉ sợ là lúc cua nó bị dính vào thôi, nguy hiểm lắm. Mà không biết là mình có thể gắn vào đây không. Thế cho mình chỉ cần đứng im thôi, mấy con kiều hay đang gì đấy. Mấy con kiều giống như đang hiểm vậy. Ok, bây giờ là sẽ là thời khắc mà chúng ta sẽ đi tàn sát mấy em kiều. Ui ôi. Thương vãi. Thương vãi, nghe tiếng chúng nó kêu mình thấy thương các bạn. Rồi, tàn sát từ từ thôi, không chúng nó sốc. Mình như kiểu là nạn diệt chủng ấy, chúng nó sẽ bị sốc quá là chúng nó sẽ không dám đẻ nữa. Là từ đấy mình không có kiều, và sẽ không có lông kiều luôn. Chiếc xe trông gai đang tiến đến, các em kiều chạy mau. Cảm giác mình ác vãi cả trưởng. Có lái quá anh em ạ. Xe bực mình rồi đấy. Xe này gây căng thẳng cao, đúng là xe trông gai. Rồi, đi thế này cho nó nhanh. Mình quyết định là sẽ lái lùi. Đấy, thế phải nhanh không? Đã bảo là xe trông gai mà đúng không? Vậy thế này chứ, trời ơi. Ngầu vãi. Anh em có thể nhìn thấy con cừu đang chụp đít màn hình. Đúng nạn và là next zone. Sao lâu đến màn cuối thế nhỉ? Từ đấy là chơi hơi nhiều là chưa đến màn cuối. Mình chỉ cần đi qua thôi anh em ạ. Rồi làm lại đi, cái con xe này cồng kềnh quá. Rồi ok rồi đấy, nào. Để xem bây giờ có lái được không đây. Rồi, có vẻ là lái được em ạ. Thử lại cái. Drift hơi khó thôi. Drift hơi khó nhưng vẫn lái được. Đẹp lại xịt. Rồi lái cái này không biết mình phải lái lại bao nhiêu lần nữa đây. Đừng xuống, đừng xuống. A hế. Một điểm. Đi. Hai đi cái rồi. Ui rồi ôi. Quá thơm, nhỏ có võ anh em ạ. Destroy 60% of everything. Phá hủy hết luôn à. Cái này thì chắc chắn là phải có cục kia rồi. Căng thẳng quá. Bây giờ là chúng ta sẽ lại phải chế tạo một con xe bá đạo thần trưởng luôn. 2000 years later. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Rồi ok. Cái bàn này nó bắt mình phải phá hủy được 60% mọi thứ. Và mình thề là nó khó. Nên là mình đã quyết định là mình sẽ làm một cái xe
full giáp gai như này, nghe thấy không? Chỗ này là tất cả đều là giáp này, xung quanh đều là giáp, và cái này là nhựa mũi khoan khoan kiểu, kiểu những cái chỗ nào ấy mà mình không lắp mình cái nhọn nhọn nào thì mình sẽ lắp giáp cho nó anh em ạ. Và bên trong này có cả một quả bom nữa. Quả bom này thì mình nghĩ là để phá hủy cái thành ở bên trong này thôi. Xời ơi, mình chưa thử nghiệm, mình mới chỉ vừa lắp ghép xong thôi. Thế là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử quẩy luôn. Ok, bắt đầu này. Mình đi từ từ các bạn. Cho xe mình có vẻ cồng kềnh quá. Được cái là giết người tốt. Ui, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cái đằng sau này, cái đằng sau này, cái đằng sau này có vấn đề. Cái đằng sau này có vấn đề. Vấn đề nặng luôn. Không biết là mình nên bỏ bớt cái gì đi nhỉ? Tại vì nó giống như kiểu là nó bị nó dễ bị hỏng quá ấy. Cái này cảm giác hơi xàm xí này. Bỏ bớt này đi. Bỏ bớt cả hai cái này đi. Mình sẽ làm cái trụ ở đấy thôi. Để đỡ cho xe của mình cho nó vững. Đây. Ok. Bỏ cả hai cái này đi nha. Bỏ đi. Mình muốn xe mình vững chắc hơn là nó trông nó ngầu ngầu. Mình có thể làm nhiều cái khác ngầu hơn nên là chắc mình sẽ làm như này đi. Rồi ok, cho thêm quả cưa vào đây cho nó ấy. Mình rất là thích chơi cưa nên là mình sẽ thử như này. Ui giời. Bá cháy. Bá cháy luôn các bạn. Nào các bé, xông vào nào. Mình sẽ đứng đây, mình sẽ đứng đây nhìn chúng nó kiểu tự đâm mà chết. Đẹp. Rồi ok. Cái điều nguy hiểm nhất của mình đó là cái cục này này. Nó cứ bị rơi xuống thôi. Mình không biết làm cách nào để mà đỡ được nó. Chắc là sẽ tiến thật nhanh lên. Được chưa, được chưa, được chưa, nổ tiếp đi bạn. Nổ tiếp bạn ơi, còn một chút nữa thôi, trời ơi. Thử cái. Mình chưa thử nối dài cái lồng này ra. Cái lồng dài các bạn, chúng ta sẽ có một cái lồng dài. Ok, được rồi. Đây. Mình nghĩ là sẽ cho nữa đi. Cho dài ngoãn này. Cái lồng dài ngoãn, chúng ta sẽ có một cái lồng dài ngoãn. Đây, mình sẽ cho ở đây. Tại vì cái kia ngắn quá, nó cứ bị tụt cái của mình ra, khó chịu vào cả lồng. Như này nhỉ. Xóa bớt này đi, tại vì nó cũng không cần thiết. Ok chưa bạn? Rồi nào. Bây giờ thì lồng dài vãi cả trưởng ra rồi. Làm sao các bạn có thể đấu lại mình đây? Mình sẽ thử đi nhảy nhé. Đấy, hợp lý. Rồi ôi, chuẩn luôn rồi. Chết 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 chết, xe cháy, xe cháy. Xe cháy, xe cháy. Vẫn bị cháy bởi cái đấy các bạn. Còn một chút nữa thôi là mình phá được rồi. Rồi ok. Cho cao lên một tí rồi. Anh em thấy không? Cao hơn trước một ô ấy mà. Nào rồi, để xem nó qua được không nào. Mệt mỏi quá. Rồi chơi lại đi. Vậy chơi hơi ngu. Đó. Chết mẹ rồi, cháy xe rồi. Đốt. Vẫn không đủ các bạn. Mình có nên cho hai quả vào không? Cho hai quả vào lúc đi, đằng nào cũng nổ bánh xác luôn. Nhưng mà chỉ sợ cho hai quả lại mình lại nó lại tự nổ trên xe mình thì đúng là vẫn mồm. Hai quả là chỉ cần chạm vào nhau nổ đúng không? Oh! Vẫn bị cháy. Mẹ. Yes! Qua được rồi. Ok, qua được rồi. Khổ vãi, khóc vãi lìn đi các bạn. Rồi, những chiến binh của tôi vẫn còn quẩy sau khi mà cuộc chiến đã kết thúc. Rồi, khổ vãi. Cuối cùng chúng ta đã chiến thắng được cái bàn này. Mình đã phá hủy được tất cả rồi. Ok, được rồi. Nào, để quay lại trang chủ xem nào. Rồi, vừa nãy thì mình đã phá được một cái màn gọi là vãi cả trưởng. Đây, chúng ta đã phá hủy được cái vùng đất tên là Ypsilon. Rồi, xem vùng đất tiếp theo chúng ta sẽ là cái gì đây. Vùng đất tiếp theo chúng ta hướng đến đó là Tobrin, Tobrite. Chắc là đọc là như thế. Rồi ok, thì tập này dừng đây thôi. Mình mới chơi nên là vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nên là chắc là tập sau chúng ta sẽ đưa ra những cái thiết kế đẹp hơn và mạnh hơn. Tập này chỉ là thử nghiệm thôi anh bạn. Nhưng mà rất may là chúng ta đã
vượt qua được cái màn đầu tiên. Okay. Đây cũng là một trong số những con game mà mình rất thích và về cái chủ đề mà kiểu lắp ghép xe cộ này nọ ấy. Đấy. Và hy vọng là anh em sẽ ủng hộ series này của mình nhá. Và đừng quên là hãy đăng ký kênh của mình nữa. Bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.